Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Tin Mới. Phương Thúy xin kính chúc quý vị có một ngày làm việc năng động và hiệu quả. Còn ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi điểm lại những thông tin trong 24 giờ qua. Đừng quên ấn like cũng như đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất cứ thông tin đáng chú ý nào nhé. Các bạn thân mến, trong khuôn khổ video ngày hôm nay chúng mình sẽ mang đến cho các bạn thông tin về lực lượng không quân Campuchia. Mặc dù thường bị đánh giá là có quy mô nhỏ bé, tuy nhiên thì lực lượng này lại đang có trong biên chế những máy bay vận tải cỡ lớn, được coi là niềm mơ ước của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam chúng ta. Bên cạnh đó thì họ còn mới bổ sung thêm vào kho trang bị của mình một loại trực thăng mới. Loại trực thăng mới này là gì? Và chiếc máy bay vận tải cỡ lớn mà Việt Nam chúng ta không có kia có gì đặc biệt? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhớ các bạn thân mến. Mới đây, trang Khmer Thon đưa tin, Thủ tướng Hun Manet đã hoàn tất thương vụ mua 3 chiếc trực thăng Mi-17 cho lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia để phục vụ cho các nhiệm vụ. Quốc gia tướng Von Paisen, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia, ngày 8 tháng 9 đã đi thị sát 3 máy bay trực thăng mới này tại một căn cứ không quân quân sự ở Phnom Penh để chính thức phê chuẩn chúng cho các lực lượng vũ trang. Tướng Paisen nói rằng, 3 chiếc trực thăng Mi-17 được trang bị là rất quan trọng đối với lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia để phục vụ kịp thời cho các hoạt động của chính phủ. Đồng thời thì ông cũng đã chỉ thị cho các sĩ quan không quân chú ý đến việc sử dụng và bảo dưỡng thiết bị một cách hợp lý. Được biết, Mi-17 là tên gọi của chiếc trực thăng khi xuất khẩu ở trong nước. Nga còn gọi nó là Mi-8MT. Mi-17 là máy bay trực thăng vận tải hai động cơ cỡ trung bình, có sức bền rất tốt, giá thành hợp lý. Khi lắp thêm vũ khí, nó hoàn toàn có thể trở thành trực thăng vũ trang hạng nặng. Trước đây, quân đội Liên Xô thiết kế Mi-17 phục vụ cho chiến tranh Xô Viết ở Afghanistan từ sau khi hoàn tất chế tạo vào năm 1998. Đến nay, Nga đã xuất khẩu khoảng vài trăm chiếc Mi-17 tới nhiều nước trên thế giới. Những hình ảnh mà công chúng được tiếp cận về 3 chiếc Mi-17 của Campuchia bề ngoài cũng không có quá nhiều điểm khác biệt so với một số dòng Mi-17 trước đây mà Nga đã sản xuất. Mặc dù vào mỗi thời điểm, Nga luôn có những cải tiến khác nhau về hệ thống điện tử, lẫn động cơ, máy móc, vỏ của Mi-17 có màu xanh lục, trên đó có thể hiện rõ phù hiệu, tên của trực thăng và tên của lực lượng không quân Campuchia tiếp nhận lô máy bay gồm 3 chiếc Mi-17 này. Campuchia đặt tên nó là Mi-17T, có thể nhằm mục đích che giấu nguồn gốc, bởi lẽ trong danh mục các phiên bản Mi-17 chưa xuất hiện định dạng MT. Theo giới thạo quân sự người Nga, thì 3 chiếc Mi-17 mới của Campuchia là đời sau của các mẫu Mi-8AMT. So với các phiên bản cũ, mỗi bọc kính truyền thống trên dòng Mi-8 và một số mẫu Mi-17 mà chúng ta đang sử dụng, thì Mi-17T của Campuchia đã được thay đổi mẫu mã thiết kế sang hình dáng mũi cá heo. Với việc thay thế mũi bọc kín bằng đầu mũi cá heo, với độ cứng tăng hơn nhiều lần, không khó để đoán được bộ phận này được sửa đổi để bảo vệ hệ thống điện tử hàng không hiện đại bên trong, thay thế cho hệ thống cũ đã lạc hậu. Với sức tải tối đa 16 lính dù, 12 càng cứu thương cùng nhân viên y tế, giá treo ở bên ngoài có khả năng mang được khoảng 4 tấn, hoặc tải hàng phía trong dưới 4 tấn, là một vài thông số của Mi-17T. Bên cạnh đó, nó còn có thể đáp ứng các nhiệm vụ tấn công mặt đất, với việc treo được các loại rocket 57mm và rocket 80mm. Với sự bổ sung này, Mi-17T được cho là sẽ hỗ trợ tốt cho không quân Campuchia trong việc vận chuyển, thậm chí là chiến đấu, thay thế cho những chiếc máy bay đã cũ, không còn đáp ứng tốt nhiệm vụ trong các chiến dịch của nhà nước. Đáng chú ý là những hình ảnh của Khmer Thon đưa tin, bất ngờ xuất hiện trong đó 2 chiếc trực thăng vận tải hạng nặng Mi-26T. Đây được đánh giá là chiếc trực thăng lớn nhất và khỏe nhất thế giới, do nhà máy Mi Moskva chế tạo. Cất cánh lần đầu tiên vào ngày 14 tháng 12 năm 1977, chiếc trực thăng hạng nặng này sau đó đã được sản xuất hàng loạt vào năm 1980. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có khoảng 316 chiếc được xuất xưởng. Campuchia mua 2 chiếc Mi-26T từ Ukraine vào năm 1998. Đây được đánh giá là ông vua của dòng trực thăng vận tải, với tổng chiều dài là 40,025m, cao 8,14m, trọng lượng cất cánh tối đa là 56 tấn, với kíp lái 5 người, bao gồm 2 phi công, một kỹ sư, một kỹ thuật viên và một hoa tiêu, được trang bị 2 động cơ tuốc bin trục Lota ZD-136, có công suất 11.399 mã lực trên một chiếc. Mi-26 có thể đạt tốc độ 295 km/h, với tầm bay là 1.920 km và trần bay 4.600m. Cánh quạt của trực thăng này cũng được xếp vào hàng khủng với 8 lá, đường kính là 32m. Lúc vận hành, cánh quạt quay một vòng tròn với diện tích lên đến hơn 800m2. Khi thực hiện chuyến bay đầu tiên vào ngày 14 tháng 12 năm 1977, Mi-26 đã tạo nên một cuộc cách mạng thực sự và thiết lập tiêu chuẩn thế giới mới trong lĩnh vực chế tạo máy bay trực thăng. Khoang hàng khổng lồ của Mi-26 có khả năng chở 90 lính hoặc 60 càng cứu thương, hay cũng có thể là 20 tấn hàng, bao gồm cả các phương tiện xe cộ. Với những thông số trên,
trực thăng này hiện đang nắm giữ tất cả 14 kỷ lục thế giới, được thiết kế với khoang chứa hàng lớn và chiếm gần như phần nhiều diện tích máy bay. Chiếc trực thăng này có thể chứa trong khoang hoặc cầu bên ngoài những vật dụng siêu lớn như container, máy bay cánh cố định, máy bay trực thăng hay xe tăng, xe cứu hỏa, pháo. Một máy bay chiến đấu phản lực hoặc một trực thăng hạng nặng có trọng lượng gần bằng Mi-26 thì nó hoàn toàn có thể cầu lên một cách dễ dàng, thậm chí là cả các phương tiện vận tải siêu trọng cũng không ngoại lệ. Một dẫn chứng cụ thể vào năm 2002, Mi-26 của Nga đã từng cứu trợ cho lực lượng vũ trang của Mỹ vận chuyển chiếc trực thăng Boeing CH-47 bị bắn rơi từ các khu vực hẻo lánh của Afghanistan về căn cứ quân sự của Mỹ. Được biết, đây là loại máy bay cánh quạt lớn nhất của không quân Mỹ, và trên thực tế, nhiệm vụ vận chuyển trên không có một máy bay trực thăng vận tải hạng nặng nào của Mỹ có thể thực hiện được. Mặc dù ra đời đã lâu, nhưng đến nay Mi-26 vẫn là loại máy bay không thể thay thế. Sau 30 năm, nó vẫn giữ vị trí là chiếc máy bay vận tải lớn nhất và khỏe nhất thế giới từ trước đến nay. So với những chiếc An-26, C-295M hay Mi-8, Mi-17 đang phục vụ trong biên chế của Không quân Nhân dân Việt Nam, thì rõ ràng Mi-26 có nhiều ưu thế hơn trong biên chế của Không quân Campuchia hiện có 2 chiếc, và chúng cũng chính là loại trực thăng lớn nhất mà quốc gia này đang sở hữu. Tuy nhiên, nhiều người tỏ ra nghi ngờ về khả năng vận hành của những chiếc Mi-26 này, bởi theo các hình ảnh được ghi nhận thì cơ bản chúng còn khá mới, nhưng thông tin cụ thể về chúng thì đã từ lâu không có một đơn vị truyền thông nào có thể tiếp cận được để có thể đánh giá khả năng vận hành cũng như là hiệu quả hoạt động của nó. Và thực tế cho thấy, nội lực duy trì khí tài hàng không với quốc gia Campuchia rõ ràng là một thách thức lớn. Cụ thể, mặc dù đã từng được Liên Xô tài trợ cho một trung đoàn MiG-21 cùng với hỗ trợ đầy đủ về mặt huấn luyện của trung đoàn 935 Việt Nam, thế nhưng khi lực lượng hỗ trợ của Việt Nam cùng đoàn chuyên gia của Liên Xô về nước thì không lâu sau đó, trung đoàn MiG-21 cũng nhanh chóng bị xóa bỏ bởi biến động chính trị những năm 1990. Đến thời điểm hiện tại, khi bất ổn chính trị đã đi qua, số MiG-21 chưa một lần được tái sử dụng. Tính đến thời điểm hiện tại, không quân Campuchia bị đánh giá là có lực lượng kho khí tài cùng năng lực tác chiến đường không yếu kém bậc nhất trong Đông Nam Á. Quốc gia này hiện chỉ có khoảng 3.000 lính không quân, với số lượng máy bay ít ỏi, chủ yếu là các trực thăng hạng nhẹ và một số ít các máy bay vận tải cánh cố định, phương tiện được cho là hiện đại và đắt đỏ nhất, hay nói cách khác là xịn nhất trong không quân Hoàng gia Campuchia, chính là máy bay chở khách Airbus A320 do Pháp sản xuất. Đây là loại máy bay được không quân Campuchia sử dụng để chở các lãnh đạo, nhân vật cấp cao hoặc các khách VIP. Tiếp sau đó là máy bay vận tải loại Kama-60. Đây là loại máy bay vận tải đa năng, sử dụng động cơ cánh quạt được sản xuất tại Trung Quốc. Hiện tại lực lượng không quân Campuchia có 2 chiếc loại này. Tiếp theo cũng là một loại máy bay vận tải cỡ nhỏ do Trung Quốc sản xuất, Habi-112. Điểm nổi bật của dòng máy bay này đó là nó có thể cất hạ cánh mà hoàn toàn không cần đường băng, vô cùng phù hợp với địa hình của Campuchia. Tuy nhiên, trong biên chế nước này cũng chỉ có một chiếc duy nhất. Có vẻ như không quân Campuchia rất ưa chuộng các loại máy bay sử dụng động cơ cánh quạt, khi mà 3 trên 4 loại máy bay cánh bằng mà lực lượng không quân sở hữu đều sử dụng loại động cơ này. Zitten Norman BN-2 do Anh sản xuất cũng là một chiếc như vậy. Không quân Campuchia hiện đang sở hữu một chiếc. Các loại phương tiện chủ yếu của không quân Campuchia là các loại trực thăng, trong đó có Mi-17, loại máy bay do Liên Xô sản xuất từ thế kỷ trước, với số lượng 5 chiếc máy bay vận tải của Liên Xô. Mi-26 chúng mình vừa nhắc tới bên trên 2 chiếc. Lớn nhất trong biên chế của lực lượng này là trực thăng đa năng Habi-9 do Trung Quốc sản xuất và viện trợ cho nước này với số lượng là 12 chiếc. Đây là trực thăng có thể làm tốt nhiệm vụ vận tải hoặc thậm chí là hỗ trợ hỏa lực đường không. Tiếp theo là trực thăng Zero-Copter S-355 và trực thăng Zero-Copter S-350 do Pháp sản xuất và hiện đang có trong biên chế không quân Hoàng gia Campuchia, với số lượng mỗi loại một chiếc. Và mới đây nhất, đầu năm 2021, chiếc FTC-2000 Nga đầu tiên được giao. Theo hợp đồng mua 6 chiếc được Campuchia ký kết với Trung Quốc trong năm 2020. Được biết, đây là phiên bản xuất khẩu của dòng huấn luyện cơ đa nhiệm JL-9, là một trong những loại máy bay huấn luyện chủ lực của không quân Trung Quốc hiện nay. Dự kiến toàn bộ lô hàng sẽ được bàn giao đầy đủ từ nay cho đến năm 2023. Rõ ràng với trang bị yếu kém, cùng với lực lượng mỏng như vậy, đối với không quân nước này mà nói, làm các nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn trong nước đã khó, chứ chưa tính tới việc mang chúng ra sử dụng khi có chiến tranh. Và một điều mà chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy, đó là quốc gia này khá tin tưởng và lựa chọn trang bị đến từ Trung Quốc, thay vì Nga hay một quốc gia phương Tây nào khác. Thế nhưng, thực tế thì lại cho thấy, những thông tin không hề khả quan về sự lựa chọn này. Cụ thể về chiếc Habi-9, Campuchia chính thức nhận chúng vào tháng 11-2013. Tuy nhiên, tới tháng 7-2014, tức là sau 8 tháng sử dụng, thì một chiếc J-9 đã gặp sự cố khiến 5 người trên máy bay thiệt mạng, 1 người bị thương, trong đó có 2 sĩ quan cấp cao, gồm 1 thiếu tướng và 1 chuẩn tướng. Một trong 2 viên tướng này được cho là phó tư lệnh không quân. Được biết,
Vụ tai nạn xảy ra tại một địa điểm chỉ cách thủ đô Phnom Penh khoảng 10 km về phía nam, trong khi trực thăng đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện cho các phi công mới. Chiếc J-9 có xuất xứ từ Trung Quốc đã rơi xuống ao, rồi chìm dần xuống bùn. Đáng nói là chúng đã gặp nạn ngay trong lần đầu tiên đưa vào huấn luyện. Bên cạnh đó, đây thực tế không phải là lần đầu tiên có những vụ tai nạn xảy ra đáng tiếc đến như vậy. Trong giai đoạn từ năm 1991 đến 2013, đã có ít nhất 9 vụ tai nạn liên quan đến trực thăng J-9, trong đó trong 2 năm 2012 và 2013 đã có tới 3 vụ tai nạn J-9 thuộc lực lượng không quân Zambia. Tháng 5 2015 thì một chiếc J-9 của không quân Cameroon cũng gặp nạn trong quá trình bay diễn tập, và trong hầu hết các vụ tai nạn kể trên, những chiếc J-9 này đều mới hoạt động chưa đầy 1 năm, tức là dự trữ giờ bay còn rất nhiều. Những dẫn chứng đó quả thực làm dấy lên mối nghi ngại về chất lượng của dòng máy bay này. Các bạn thân mến, tuy nhiên thì mỗi quốc gia thường sẽ có những lựa chọn và đường hướng riêng. Chúng ta chỉ đơn giản là phân tích và nhận ra được điểm yếu của họ mà thôi. Phân tích và nhận ra được điểm yếu của họ mà thôi. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Mưa lớn vẫn đang tiếp tục ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Các thành phố Tân Hương, Tiêu Tác, Hạp Bích, An Dương và những nơi khác ở tỉnh Hà Nam đã phải hứng chịu những trận mưa to dữ dội trong vài ngày qua. Lượng mưa ở huyện Kỳ, thành phố Hạp Bích và ở Vệ Huy, Tân Hương đã vượt qua cả thành phố Trịnh Châu. Mưa lũ cộng thêm xả lũ đã khiến nhiều nơi bị ngập, người dân bị mắc kẹt. Cô Chu đến từ Giang Tô nói với phóng viên của Epoch Times rằng cô và bạn đã lái xe từ Vô Tích đến Tân Hương để đón con mình về nhà vào kỳ nghỉ. Nhưng đến rồi thì đi không nổi nữa, cả con đường đều ngập nước, là một biển nước mênh mông không có cách nào để ra ngoài cả, đường cao tốc cũng đóng cửa rồi. Nhóm của cô đã tìm được một khách sạn và đậu xe ở một nơi cao giáo. Hôm qua đậu xe ở nơi cao giáo, nước còn không chạm vào được xe. Hôm nay xe của chúng tôi đã bị ngâm trong nước. Khi chúng tôi đến khách sạn, nước trong khách sạn chỉ đến bàn chân. Tôi nghe người phục vụ nói nước ở tầng 1 đã ngập đến thắt lưng rồi. Chúng tôi cũng không dám xuống nữa. Cô Chu nói rằng trời đã mưa to suốt 4 ngày. Lúc chúng tôi đến mưa còn chưa to, mới chỉ mưa hơn 1 ngày, không ngờ rằng lại như thế này. Cô không hiểu tại sao chỉ qua một đêm mà nước lại dâng lên nhiều như vậy. Không hiểu sao chỉ mới qua nửa đêm, đến gần sáng thì đã từ bàn chân lên đến thắt lưng rồi. Chúng tôi đã gọi 110 và 110 đã cho chúng tôi 2 cuộc gọi cứu trợ, gọi nữa cũng không ai trả lời. Đường dây nóng 12345 của thị trường cũng không ai nghe máy, không có cách nào để chúng tôi cầu cứu. Chúng tôi cũng phát video trên Weibo, nhưng phát chưa đến 2 phút thì đã bị xóa. Không thể đăng lên Weibo mà cũng không thể gọi điện thoại cứu trợ. Cô nói, vừa nãy khách sạn còn mất điện, khiến chúng tôi sợ chết khiếp. Phóng viên của Epoch Times còn phát hiện ra rằng các cuộc điện thoại trong khi thiên tai thường bị gián đoạn và đôi khi còn bị khóa số. Phóng viên đã sử dụng Internet để gọi điện nhưng không cách nào kết nối. Bên kia chỉ nghe thấy tiếng bíp bíp. Cô Chu xác nhận với phóng viên rằng cô nhận được tin nhắn cho biết có cuộc gọi đến nhưng cô không thể nghe máy được. Cô Chu nói rằng bây giờ họ cũng không thể đi xuống lầu hay ra ngoài. Hàng hóa trong siêu thị gần như đã hết sạch, đồ ăn trong phòng ước chừng 1-2 ngày nữa sẽ hết. Cô không dám xuống nước do có vài chỗ đã bị chập điện do ngập. Chúng tôi từ thành phố Vô Tích lái xe qua đây, tốn mất 9 tiếng. Vì chúng tôi không trích vaccine nên không thể mua vé xe lửa. Cô nói, khi chúng tôi đến Trịnh Châu còn đi được nhanh. Khi rời Trịnh Châu vào lúc 9 giờ, chúng tôi phải đi rất chậm và gần như bị kẹt lại. Lúc đó, Trịnh Châu ngập nặng hơn so với Tân Hương. Cô cho biết vẫn còn hơn 50 người sống trong khách sạn, mạng Internet không tốt và điện thoại di động không có tín hiệu. Chưa thấy ai đến cứu trợ, điện thoại đến lúc quan trọng thì gọi không được. Không có cách nào để liên hệ với đội cứu hộ và cô không biết phải làm gì. Cô Chu chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy, trời mưa một ngày, làm sao có thể nghiêm trọng như vậy? Tôi không ngờ rằng mưa có thể lớn như thế này. Những chiếc xe hơi đều ngâm trong nước hết rồi, nhìn từ trên cao xuống chỉ còn thấy cái nóc. Xe coi như xong rồi, may mà giữ được tính mạng. Phóng viên của Epoch Times đã gọi được cho chủ của một chiếc xe bị mắc kẹt gần giao lộ giữa hai đại lộ Đông Minh và đại lộ Kim Tuệ ở Tân Hương. Người này nói với phóng viên rằng đội cứu hộ vẫn chưa đến, nước gần đó quá sâu nên không thể thoát ra được. May mà mưa đã tạnh rồi và tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Tín hiệu điện thoại đã bị ngắt ngay sau khi anh ta nói hết câu. Cư dân mạng phản ánh rằng lượng mưa ở Tân Hương đã vượt quá lượng mưa ở Trịnh Châu vào ngày 7 tháng 9, nhưng công tác cứu hộ hoàn toàn không theo kịp. Tất cả các số gọi cứu hộ có thể tìm thấy trên mạng đều bận.
có người đăng bài nhắc nhở mọi người rằng đèn đường đối diện ngân hàng CCB ở ngã tư đường Thắng Lợi và đường Nhân Dân đã bị dò điện, đường lội qua nước, có hai người đã bị giật rồi. Đoạn đường Bình Nguyên ở phía đông của tòa nhà Dự Bắc đã bị sạt lở tạo thành một cái hố rộng hơn 1 mét. Các phương tiện và người đi bộ được yêu cầu đi đường vòng. Đường Tân Nhất Nhai đã bắt đầu lún xuống. Đoạn bên ngoài trường tiểu học của thôn đã bị sập, lối vào của nhà máy ra lộ Nam cách cửa sông Hoàng Hà 300m về phía đông đã bị sập, chìm trong nước và không còn có thể nhìn thấy. Có địa phương nước vượt quá 2,2m. Làng Tràng Đầu, huyện Úy Thị, thành phố Khai Phong đã gửi đi thông báo cầu cứu người dân trong làng bị mắc kẹt. Tính mạng của hàng nghìn người đang gặp nguy hiểm. Mực nước ở đó đã cao hơn thắt lưng từ lâu. Điện thoại cứu trợ không gọi được. Trong làng có rất nhiều người già và trẻ em. Họ đã mất mạng Internet, mất điện, mất nước. Tính đến thời điểm này, phóng viên của Epoch Times vẫn không thể liên lạc được với những người dân làng bị mắc kẹt. Làng Trần Bảo, thị trấn Đại Khối, quận Phượng Tuyền, thành phố Tân Hương cũng đang kêu cứu. Toàn bộ ngôi làng đầy nước, tất cả nhà dân đều bị ngập. Hiện tại vẫn chưa thấy cứu hộ. Một cư dân mạng đăng bài nói rằng, tại làng Tiểu Khối, thị trấn Đại Khối, quận Phượng Tuyền, thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam, do khu vực miền núi Huy huyện xả lũ, con đê trong làng không thể chặn nổi nên mực nước không ngừng dâng cao. Hiện tại mực nước sâu nhất đã đạt đến 2 mét. Trong làng có rất nhiều người già và trẻ em. Hiện tại làng đang trong tình trạng không có điện nước, tín hiệu. Tôi không thể liên lạc được với gia đình từ chiều ngày 7 tháng 9. Không chỉ làng Tiểu Khối mà những ngôi làng khác ở thị trấn Đại Khối như Trần Bảo, Bắc Trang, Mạnh Trang, Tú Tài Trang đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng và không thể liên lạc được với thế giới bên ngoài. Được biết, phải đến tối 2 ngày sau, đội cứu hộ dân sự ở Vệ Huy Tân Hương mới hoàn thành việc bàn giao và sơ tán với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Người dân địa phương cho biết rất nhiều nơi đã xả lũ để bảo vệ Trịnh Châu. Việc chính quyền xả lũ tại các hồ chứa ở thượng nguồn được cho là một trong những nguyên nhân gây ra lũ lụt. Hơn nữa là do phản ứng dây chuyền của việc xả lũ hồ chứa nước hàng loạt, chứ tuyệt đối không phải là chỉ một hồ chứa xả lũ. Theo báo cáo của China News Survey CNS, mực nước ở hồ chứa Quách Gia Tư, quận Nhị Thất, thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam đã tăng lên rất nhanh và khiến đập bị vỡ vào lúc 1 giờ 30 phút ngày hôm sau. CCTV News đưa tin rằng một trận lũ siêu lịch sử đã xảy ra trên sông Giả Lỗ ở Trịnh Châu, Hà Nam. Mực nước cao nhất tại hồ chứa Thường Trang ở thượng nguồn vào lúc 19 giờ ngày hôm đó là 131,31m. Lưu lượng dòng chảy tối đa là 525m³ mỗi giây. Theo trang web chính thức của Cục Thủy lợi thành phố Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam, vào lúc 0 giờ ngày hôm sau, lưu lượng ở trạm Tân Trịnh trên sông Song Kỵ, một nhánh của sông Giả Lỗ đạt đến 998m³ mỗi giây. Đây là trận lụt lớn nhất trên sông Giả Lỗ trong gần 40 năm trở lại đây. Văn phòng Bộ Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và Cứu trợ hạn hán thành phố Tân Hương cho biết rằng mực nước ở trạm Cừ Hợp đang tiếp tục dâng cao. Đến 17 giờ 40 phút 2 ngày sau đó, nước từ sông Cừ đã tràn vào sông Vệ, nước dâng lên dọc theo sông Vệ gây ra lũ lụt. Họ thông báo cho người dân dọc tuyến bờ sông di rời khẩn cấp. Theo tin tức mới nhất trên mạng, sông Vệ đã bị vỡ đê. Người dân địa phương nói với phóng viên của Epoch Times rằng các nơi đều đang xả lũ, mục đích là để bảo vệ Trịnh Châu, thủ phủ của tỉnh. Mưa rất lớn, rất nhiều hồ chứa đã xả nước để bảo vệ Trịnh Châu. Toàn bộ tỉnh Hà Nam đều đang xả lũ, nhất là Bắc Trung Bộ. Hiện nay sợ nhất là sông Hoàng Hà sẽ vỡ bờ. Lúc đó thì chỉ có thể cho nổ bờ Bắc sông Hoàng Hà để bảo vệ Trịnh Châu. Lũ lụt đã khiến nhiều chuyến tàu mắc kẹt tại Tân Hương và Hạ Bích. Một hành khách kêu cứu nói rằng chuyến tàu T122 của chúng tôi đã bị kẹt ở Tân Hương, mất cả ngày trời mới về đến Thiên Tân, rồi lại bị kẹt ở huyện Kỳ, Hạ Bích, Hà Nam, đã kẹt hơn 50 giờ rồi. Trên tàu có gần 500 người, trong đó có nhiều người già và trẻ em. Bây giờ Tân Hương ở phía Nam đang bị ngập lụt, trạm gần nhất ở phía Bắc là An Dương, tình hình cũng không mấy khả quan. Thạch Gia Trang cũng đang mưa rất lớn, tiến thoái lưỡng nan. Toa ăn uống trên tàu tạm thời có thể cung cấp nước và thức ăn nhưng sẽ không được lâu. Xin hãy giúp đỡ chúng tôi. Một hành khách xác nhận với phóng viên rằng họ vẫn đang ở trên tàu đã 3 ngày rồi, hiện tại hàng tiếp tế đã đến. Vì đoàn tàu dừng khá gần Trịnh Châu nên đây có thể là chuyến tàu cuối cùng rời bến. Những chuyến tàu khác cũng đang phải dừng. Chúng tôi phải đợi những chuyến tàu phía trước đi rồi mới có thể đi. Hiện tại đã ở trên tàu được 3 ngày rồi. Do mưa lớn liên tục cọ rửa lớp nền nên nền của lớp phụ đã bị mềm. Một khi nền đường sụp đổ và chặn dòng sông, một hồ nước sẽ được hình thành, đe dọa nghiêm trọng đến an toàn tính mạng của người dân ven sông ở 7 thị trấn Hạ Du và an toàn của hồ chứa và đập thủy điện Hua Tan. Được biết, vào khoảng 9 giờ tối ngày 7 tháng 9, Sao Ly, chính ủy của đội cứu hỏa Yayan,
dẫn đầu một đội đặc nhiệm cứu hộ và cứu trợ thiên tai đến hiện trường khắc phục hậu quả trong khu vực nguy hiểm của điểm sạt lở và thiết lập khu vực cảnh báo để đảm bảo an toàn hiện trường. Đến 9 giờ sáng ngày 7 tháng 9, công trình phụ dài 120m bị lún sâu 4-5m, trong đó phần phụ tuyến 25m và làn đường tạm phía trong cũng bị sạt lở, cũng gây nứt đường, nên giao thông trên quốc lộ 108 bị gián đoạn hoàn toàn. Đoạn đường nằm bên dưới đập thủy điện Hua Tan và ngay trên sông Trinh Hề, địa hình dốc, một khi sạt lở quy mô lớn, bùn đá sẽ lăn thẳng xuống sông, có khả năng tạo thành hồ đập với hậu quả không thể tưởng tượng được. Trong trường hợp khẩn cấp, cán bộ, chiến sĩ phòng cháy chữa cháy nhanh chóng dùng xe nước cứu các điểm sụt lún dưới nước, đồng thời thông qua phương pháp cảm ứng chủ động, đẩy nhanh tốc độ trượt, ngăn sập tổng thể trên diện rộng. Đến 15 giờ 30 phút ngày 7 tháng 9, đoạn sụt lún nguy hiểm nhất đã được nước xả trôi và nhanh chóng trượt xuống đáy sông để giải tỏa nguy hiểm. Trong khi khắc phục hậu quả của trận sạt lở này, các cán bộ chiến sĩ cứu hỏa từ một con đường khác đã phối hợp với lực lượng công an, cảnh sát vũ trang, dân quân dự bị và các bộ phận khác khẩn trương sơ tán 13.327 người dọc sông khỏi 7 thị trấn bên dưới trạm điện Hua Tan. Vào tối ngày 7 tháng 9, Wei Hong, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Tứ Xuyên, người đã nhanh chóng đến hiện trường đánh giá cao nỗ lực của các cán bộ và chiến sĩ cứu hỏa trong việc khắc phục sạt lở và di chuyển quần chúng. Tính đến thời điểm hiện tại, đoạn Yayan trên quốc lộ 108 và 318 đã bị gián đoạn hoàn toàn. Cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy vẫn đang bám sát hiện trường ba hồ lớn Hua Tan trên quốc lộ 108, theo dõi diễn biến nguy hiểm, chỉ huy các biện pháp khẩn cấp để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Tân Cương tiếp tục có mưa trong hơn 10 giờ. Trận lũ quét đã cuốn trôi đoạn 3608-3615 km của quốc lộ 312, gây ra sạt lở, khiến hơn 300 phương tiện và hơn 1.000 hành khách buộc phải ở lại. Nước lũ cũng tràn vào nhà của một số nông dân ở thị trấn Ebao, thành phố Hami, bên cạnh đường cao tốc. Từ tối ngày hôm trước, các nhân viên thuộc đội cảnh sát giao thông công an thành phố Hami và bộ phận quản lý giao thông đường cao tốc đã khẩn trương đến hiện trường để phân luồng cho người đi bộ và phương tiện qua lại. Ngoài ra, do mưa xối xả, tỉnh lộ Tân Cương 303 Hami Balikpun Mule Phukang cách quận tự trị Balikpun, Kazakhstan 40 km về phía tây đã bị lũ cuốn trôi vào khoảng 5 giờ sáng ngày 8 tháng 9, khiến các phương tiện không thể qua lại. Hiện đang sửa chữa khẩn cấp. Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 8 tháng 9, cáp quang thông tin liên lạc giữa thành phố Hami và huyện Bakun, Tân Cương đã bị cắt đứt do lũ lụt và việc sửa chữa khẩn cấp cũng đang được tiến hành. Theo Tân Hoa xã, bị ảnh hưởng bởi cơn bão nhiệt đới mạnh Bilis vào chiều 2 ngày trước, mưa lớn thường xuất hiện ở hầu hết các khu vực của tỉnh Hồ Nam và Quảng Đông khoảng 22 giờ ngày hôm đó. Tuyến đường sắt Bắc Kinh-Quảng Châu ở Quảng Đông tỉnh bị ngập lụt nghiêm trọng giữa Giang Tan và Lê Trang. Sau đó, các tuyến thượng nguồn và hạ lưu bị gián đoạn, giao thông đường sắt bị cản trở nghiêm trọng. Hiện tại, bộ phận đường sắt đang nỗ lực hết sức để cứu vãn tình hình. Tính đến thời điểm báo chí ngày 8 tháng 9, hàng nghìn hành khách đã bị mắc kẹt tại các ga Chenju, Henjiang, Changsha và các ga khác ở Hồ Nam. Sau trận lũ lụt xảy ra, khi viết báo cáo về việc gián đoạn hoạt động của tuyến đường sắt Bắc Kinh-Quảng Châu, Bộ trưởng Bộ Đường sắt Lưu Chí Quân đã chỉ đạo phải nỗ lực hết sức để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tất cả hành khách, đảm bảo an toàn của nhân viên đường sắt và gia đình của họ, sửa chữa và thông tuyến càng sớm càng tốt với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương. Ngay trong đêm hôm đó, đường sắt đã nhanh chóng bố trí 1.496 hành khách trên chuyến tàu T-256 bị lũ bao vây đến trường học gần đó. Không có hành khách nào bị tai nạn. Hiện tại, các ga Quảng Châu, Thiều Quan, Trần Châu, Hành Dương, Trường Sa, Chu Châu, Lâu Di, Nhạc Dương, Hoài Hóa và các ga đường sắt khác đã kịp thời mở cửa sổ cho hành khách đến làm thủ tục như hoàn tiền, thay đổi chuyến. Cục Đường sắt cho biết, do số lượng lớn các khu vực bị ngập lụt và lượng mưa không ngớt, nhiều tuyến đường đã bị phá vỡ, gây thêm khó khăn cho công tác cứu hộ đường sắt. Dự kiến việc khôi phục tuyến sẽ mất một thời gian. Bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và mưa lớn, hầu hết các chuyến tàu khởi hành từ các ga đường sắt ở tỉnh Quảng Đông về phía Bắc qua tuyến Bắc Kinh-Quảng Châu đã dừng hoặc chạy theo đường vòng. Và hầu hết các chuyến tàu đi về phía Nam thông qua tuyến Bắc Kinh-Quảng Châu đến các ga đường sắt khác nhau ở Quảng Đông cũng dừng lại hoặc chạy theo đường vòng. Điều này cũng được hiểu rằng dưới ảnh hưởng của Bilis, lượng mưa lớn đã xảy ra ở Phúc Kiến, Hồ Nam, Quảng Đông, Giang Tây, Chiết Giang và các tỉnh khác. Một số con sông ở Hồ Nam, Quảng Đông và Phúc Kiến đã trải qua lũ lụt vượt quá mực nước đảm bảo hoặc cảnh báo và trận lũ lụt lớn nhất được ghi nhận đã xảy ra ở Lệ Thủy, một nhánh của sông Tương Giang và Yushu, một nhánh của sông Bắc Giang.
từ 5 giờ ngày thứ Hai đến 5 giờ chiều ngày 8 tháng 9, tổng cộng 28 quận, thành phố ở tỉnh Hà Nam đã có lượng mưa tích lũy vượt quá 100mm vào lúc 1 giờ 30 phút sáng ngày thứ Tư do mưa xối xả liên tục ở Trịnh Châu. Tuyến từ Công Nghĩa Đông đến Mô Gu, K627 km + 150m trong đoạn Trịnh Châu của đường sắt Long Hai bị sập sau 7 giờ hoạt động. Cũng chịu ảnh hưởng tổng hợp của luồng không khí ấm và ẩm phía Tây Nam và đường cắt độ cao ở rìa đỉnh cận nhiệt đới. Từ ngày thứ Hai vừa qua, mưa lớn lần đầu tiên xuất hiện ở Su Trang và Yuku ở trung tâm tỉnh Hà Nam và khu vực mưa lớn đã phát triển theo hướng Tây và Bắc từ ngày thứ Hai đến đêm ngày thứ Ba. Mấy ngày qua, Trịnh Châu, Lạc Dương, Giao Chỉ, Tân Hương, Khai Phong và các khu vực khác đã lần lượt trải qua những trận mưa lớn. Lượng mưa lớn trong ngày 3 vẫn còn ở khu vực ven sông Hoàng Hà. Từ 5 giờ ngày thứ Hai đến 5 giờ chiều ngày 8 tháng 9, lượng mưa tích lũy tại 28 quận, thành phố ở Hà Nam đã vượt quá 100mm và trung tâm của lượng mưa lớn nhất nằm ở Changji, với lượng mưa tích lũy là 355mm. Sáng Chủ nhật, Đài quan sát khí tượng tỉnh Hà Nam đưa ra dự báo thời tiết, nhắc nhở các khu vực có lượng mưa lớn chuẩn bị phòng chống lũ lụt, đồng thời đưa ra phương án khẩn cấp về dịch vụ khí tượng đối với các diễn biến thời tiết lớn trong mùa lũ. Lúc 7 giờ 35 phút ngày thứ Ba, lúc 2 giờ ngày thứ Tư và lúc 3 giờ 10 phút ngày 8 tháng 9, Đài quan sát khí tượng tỉnh đưa ra cảnh báo mưa lớn màu vàng và cam. Kính thưa quý vị, Thông tấn xã Trung ương đưa tin, mặc dù đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử, nơi có chức năng kiểm soát lũ lụt, trữ nước và sản xuất điện, được mở vào năm 2003, nhưng cư dân mạng Trung Quốc đã chế giễu. Khi hạ lưu khô cạn, nó sẽ tích trữ nước, khi hạ lưu bị ngập thì xả lũ. Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc chỉ ra rằng, khu tự trị Tân Cương đã bị ảnh hưởng bởi lượng mưa và nhiệt độ cao tuyết tan và 21 con sông bao gồm dòng chính của sông Tarim và các phụ lưu của nó, sông Jerikian, sông Aksu và sông Wegan đã trải qua những trận lũ lụt vượt quá tốc độ dòng chảy cảnh báo. Sở Tài nguyên nước của khu tự trị đã nâng cấp khả năng phòng chống lũ lụt lên cấp 4. Ngoài ra, lưu vực sông Dương Tử nằm trong mùa lũ những năm trước đó đã rơi vào tình trạng khô hạn, bao gồm các tỉnh An Huy, Giang Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, Trùng Khánh và Tứ Xuyên và các thành phố trực thuộc Trung ương bị hạn hán, diện tích 9,67 triệu ha và 830.000 người khác ghi nhận bị ảnh hưởng vì thiếu nước do hạn hán. Thông tấn xã Trung ương đưa tin, mặc dù đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử, nơi có chức năng kiểm soát lũ lụt, trữ nước và sản xuất điện, được mở vào năm 2003, nhưng cư dân mạng Trung Quốc đã chế giễu. Khi hạ lưu khô hạn, nó sẽ tích trữ nước, khi hạ lưu bị ngập thì xả lũ. Hiện nay, tình hình hạn hán ở lưu vực sông Dương Tử đang rất nghiêm trọng và tổng chiều dài của các con sông ở Hồ Nam dài hơn 1.000 km. Gần đây, lưu vực sông Dương Tử ở Trung Quốc đã trải qua hạn hán nghiêm trọng, bao gồm cả trung và hạ lưu sông Dương Tử, cũng như mực nước của hồ Poyang và hồ Đông Tinh, tất cả đều thấp nhất trong lịch sử. Toàn bộ tỉnh Hồ Nam đang phải đối mặt với tình trạng hạn hán vừa phải, với tổng số 1.088 km sông bị khô hạn. Trong một đoạn video ngắn được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, nhiều người trong video đang đi bộ qua sông Dương Tử đã quá khô hạn, hạn hán ở những nơi khác lại càng không thể tưởng tượng được. Tôi không biết có bao nhiêu cây trồng bị khô héo vì thiếu nước hoặc thậm chí không thu hoạch được nữa. Ngày 8 tháng 9 là thu phân hay lễ hội thu hoạch? Ngày 8 tháng 9, một số chuyên gia nói rằng sản lượng ngũ cốc đã tăng trong năm nay. Nếu những năm trước thì có thể tin vào điều đó được, nhưng năm nay đã phải trải qua đợt hạn hán và nhiệt độ cao chưa từng có này, nên sẽ không thể nào tin lời của các chuyên gia. Sáng ngày 9 tháng 9, vào lúc 6 giờ, tôi thấy một tìm kiếm nóng trên Weibo nói rằng 95% Giang Tây là cực kỳ khô hạn, khô khan lắm. Hình như trước đây ít khi nghe thấy từ này, nhưng năm nay người dân đã học được rất nhiều. Sau 73 ngày hạn hán nghiêm trọng, hồ Poyang, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc đã bị nứt. Và bây giờ, đáng ra là mùa nước nổi, nhưng nó đã khô cạn lâu ngày một cách bất thường, thật không thể tin được. Ai có thể nghĩ rằng đây là Giang Tây có nguồn nước đầu tiên? Mùa hè này, toàn bộ lưu vực sông Dương Tử bị ảnh hưởng bởi áp cao cận nhiệt đới mạnh, nhiệt độ cao và hạn hán, nhiệt độ cao 45 độ ở Trùng Khánh đã kéo dài trong một thời gian dài. Trong điều kiện nhiệt độ cao và hạn hán này, mọi người chú ý đến cháy rừng ở Trùng Khánh, nghĩ rằng Trùng Khánh dập tắt được cháy rừng là một thắng lợi, nhưng họ không quan tâm lắm đến hạn hán ở những nơi khác, mà họ chỉ biết mơ hồ rằng hồ Poyang đã trở thành thảo nguyên. Bây giờ, đồng cỏ hồ Poyang đang khô cạn. Nhìn cảnh này không khỏi bàng hoàng, hơn nữa hạn hán cũng rất dễ xảy ra cháy rừng. Trên nền tảng video ngắn thấy ai đó đăng về cháy rừng, và không chỉ ở Giang Tây mà còn ở Hồ Nam bên cạnh.
mực nước sông Dương Tử cũng xuống thấp kỷ lục, một số người có thể đi bộ từ Hồ Bắc đến Kiểu Giang, Giang Tây. Không biết có bao nhiêu cây trồng sẽ bị khô héo hoặc thậm chí không thu hoạch được nữa. Bây giờ mưa mùa thu hoa Tây đang rơi trên thượng nguồn sông Dương Tử. Và mưa mùa thu liên tục làm ẩm đất, có lẽ phải nói rằng nó nên chảy xuống vùng hạ lưu. Tại sao vùng hạ lưu vẫn khô như vậy? Nguyên nhân chính là do mùa hè năm nay quá khô hạn. Cơn mưa mùa thu ở miền Tây Trung Quốc không đủ để phục hồi máu từ hồ chứa thượng nguồn. Vào thời điểm trong năm, đập Tam Hiệp sẽ bắt đầu trữ nước để sử dụng vào mùa đông vì mùa đông ít nước hơn. Những vụ thu hoạch đông những năm trước phải trữ nước đến 175cm, năm ngoái lúc này là 169m, nhưng nay chỉ còn chưa đầy 147m. Nước từ trận mưa thu ở miền Tây Trung Quốc không đủ để lấp đầy dung lượng lưu trữ của Tam Hiệp và nó phải sống sót qua mùa đông dài. Yao Weigang, Giám đốc Cục Phòng chống thiên tai, hạn hán và lũ lụt thuộc Bộ Tài nguyên nước của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cho biết rằng, nguồn cung cấp nước cứu trợ hạn hán hiện tại có thể kiểm soát được và sẽ tiếp tục tối ưu hóa các phương án điều phối chung của các hồ chứa trên lưu vực sông Dương Tử để đảm bảo an toàn cấp nước đô thị và nông thôn. Kể từ tháng 7 năm nay, lượng mưa trên lưu vực sông Dương Tử đã giảm gần 50% so với cùng kỳ các năm trước, dẫn đến lượng nước của sông Dương Tử và các phụ lưu chính của nó giảm từ 20% đến 80%. Yao Wengang chỉ ra rằng mực nước hiện tại của dòng chính sông Dương Tử, hồ Poyang và hồ Đông Tinh đã giảm 4,56m xuống còn 7,72m trong cùng kỳ những năm trước. Trạm thủy văn Xinji, tiêu biểu nhất ở hồ Poyang, đã đo được mực nước 7,1m vào ngày 8 tháng 9, phá kỷ lục thấp nhất là 7,11m vào năm 2004 và lập mức kỷ lục mới nhất kể từ khi kỷ lục bắt đầu vào năm 1951. Trạm thủy văn Xinji đã ghi nhận mực nước cao nhất trong năm nay là 19,43m vào cuối tháng 6. Tuy nhiên, kể từ tháng 7, tỉnh Giang Tây Trung Quốc đã liên tục xảy ra hạn hán và lượng mưa đã giảm khoảng 60% so với cùng kỳ những năm trước, khiến mực nước hồ Poyang giảm mạnh. Vào các ngày 6 tháng 8, 19 tháng 8 và 6 tháng 9, lần lượt bước vào mùa cạn dưới 12m, mùa cạn dưới 10m và mùa cực khô dưới 8m, tiếp tục phá kỷ lục sớm nhất trong lịch sử. Mực nước sông Dương Tử tiếp tục xuống đã lộ ra đường mòn Yangtze, thu hút du khách đến chụp ảnh tại đây. Tin tức Surin đưa tin rằng tất cả 122 quận và khu vực đô thị ở tỉnh Hồ Nam đang phải đối mặt với hạn hán vừa phải, trong đó 91 quận và khu vực đô thị đang đối mặt với hạn hán nghiêm trọng. 116 con sông với diện tích thoát nước với hơn 50 km² trong tỉnh đã bị chia cắt và tổng dòng chảy bị cắt dài 1.088 km. Do hạn hán không có nước sinh hoạt và sản xuất công nghiệp, nhiều khu vực bị thiên tai đã cố gắng giải quyết vấn đề bằng cách khoan giếng và tạo mưa nhân tạo để giải quyết vấn đề thiếu nước sinh hoạt. Mưa lớn đã gây lũ lụt trên các lưu vực sông Châu Giang, sông Tương và sông Dương Tử ở Trung Quốc trong nhiều ngày. Mực nước của gần 400 con sông đã vượt quá ngưỡng cảnh báo lũ và một số khu vực bị vỡ bờ bao. Trong đoạn video do nạn nhân gửi về, nhà cửa sập, đường dây bị cuốn trôi, thi thể trôi trên sông. Các cơ quan chức năng chỉ hành động theo kiểu thấp kém khiến dư luận lên án. Wang Jiangji, một quan chức của Bộ Tài nguyên nước cho biết, Trung Quốc đại lục hiện đã bước vào giai đoạn quan trọng của công tác phòng chống thiên tai, hạn hán và lũ lụt. Lũ trên mức báo động do ảnh hưởng của lượng mưa cao hơn so với cùng kỳ năm 1998. Số sông vượt báo động nhiều hơn gần 80%. Wang Jiangli cho biết, cho đến nay đã có một trận lũ được đánh số ở trung và hạ lưu sông Dương Tử, hai trận lũ được đánh số ở thượng lưu sông Hoàng Hà, một trận lũ ở sông Tây Giang ở lưu vực sông Châu Giang và hai trận lũ được đánh số ở sông Hàn. Theo báo cáo, hiện nay, mực nước trung và hạ lưu sông Dương Tử, hai hồ ở thượng và trung lưu sông Hoàng Hà, Thái Hồ và sông Tây Giang đang ở mức cao hơn cùng kỳ từ 0,5 đến 6,1m so với cùng kỳ của năm trước. Trong số đó, đoạn Jiujiang của dòng chính sông Dương Tử và cửa hồ Poyang vượt quá cảnh báo lũ lụt từ 0,52 đến 0,72m. Trong những ngày qua, 16 tỉnh, thành phố trên cả nước đã đưa ra 15.000 cảnh báo lũ quét. Các nguồn tin cho biết chỉ riêng trong 2 ngày vừa qua, sông Tương Giang đã vỡ bờ kè ít nhất ở 4 nơi. Nhưng đã 6 ngày trôi qua kể từ khi lũ lụt xảy ra ở một số khu vực và các phương tiện truyền thông chính thức vẫn chưa đưa tin chính thức về tình hình cứu hộ. Tin tức và video về lũ lụt được lan truyền rộng rãi trên Internet, gây sốc cho mọi người. Vào tuần trước, sông Tương Giang vỡ bờ bao, Tương Đàm, Chu Châu, Thành Trạch, một cửa Hồ Nam, phòng tuyến Bắc Kinh, Quảng Châu sẽ bị chia cắt và Tam Hiệp sẽ gặp khó khăn. Một số cư dân mạng đã đăng trên tweet video về lũ lụt ở nhiều nơi khác nhau, cho thấy nước ở Giang Tây, Quảng Đông, Hồ Nam và những nơi khác rất dữ dội. Hai bên bờ sông Tương Giang ở Hồ Nam, mực nước dâng cao hơn mặt đất khoảng 6m. Nhiều người đắp bao cát lên đập ngăn không cho vỡ.
Một đoạn video khác cho thấy những ngôi nhà đổ sập, đường dây bị cuốn trôi và các thi thể trôi trên sông. Tại đoạn Cao Gia thuộc thị trấn Trường Giang, bờ kè sông Tương Giang ở huyện Hành Sơn, một vết nứt rộng khoảng 25m xuất hiện vào lúc 6 giờ sáng ngày thứ Tư. Lũ cuốn xuống làm ngập xe và nhà cửa, chỉ còn thấy một số ngọn cây. Theo các nguồn tin tại chỗ, lũ lụt đã nhấn chìm làng Zhong Yiping và ba ngôi làng gần đó với diện tích hơn 2.000 ha và hàng trăm hộ gia đình bị ảnh hưởng. Netizen David thậm chí còn cho rằng các phương tiện truyền thông chính thức xác nhận 5 ngày sau đó rằng sông Tương Giang bị vỡ. Tuy nhiên, các báo cáo truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ có thông tin về khu vực bị ảnh hưởng, dân số bị ảnh hưởng, số lượng thiệt hại và số người thương vong. Chúng xuất hiện trên các tiêu đề. Một số cư dân mạng đang trên WeChat mormon rằng CCTV đã phát sóng sự cố mất điện ở Hoa Kỳ vào lúc 1 giờ sáng, nhưng không nói rằng có lũ lụt ở Hồ Nam. Nhiều bài báo về thảm họa lũ lụt trong vòng kết nối WeChat đã bị chặn. Cô Tian, một cư dân của Hành Dương, nói với Đài Á Châu Tự Do rằng những tên cướp luôn che đậy sự thật và không cho người dân biết sự thật. Cuối cùng, chúng thậm chí không có kế hoạch trốn thoát. Trước đây, bệnh SARS cũng vậy, rồi bệnh dịch tả lợn châu Phi và bây giờ cũng vậy, cô Tian cho biết thêm. Thiên tai ở địa phương rất nghiêm trọng, nhiều ngôi nhà bị ngập trong nước. Hiện rất nguy hiểm, nếu nước tràn qua đập, nhiều cộng đồng sẽ bị ngập lụt và ô tô sẽ bị phá hủy. Từ đầu tuần trước, toàn bộ tỉnh Hồ Nam đã bắt đầu có mưa. Riêng thành phố Chu Châu có lượng mưa lớn nhất, gần 170mm. Một số cư dân mạng đăng tải rằng từ ngày thứ ba tuần trước đã có mưa bão lớn và mưa lớn ở phía nam trung tâm Hồ Nam làm cho 868 thị trấn trong tỉnh bị đe dọa, trong đó có 369 thị trấn bị mưa lớn và xảy ra vỡ đê nhiều hơn. Do mực nước dưới đáy một số cây cầu đường sắt ở thành phố Chu Châu, tỉnh Hồ Nam vượt qua mức cảnh báo, một số khu vực trên đoạn Hồ Nam của tuyến đường sắt Bắc Kinh-Quảng Châu đã bị đóng cửa trong một thời gian dài. Bà Điền nói, điều tôi lo lắng nhất bây giờ là con đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử bị vỡ, khi đó phần lớn Trung Quốc có thể thực sự trở thành một quốc gia hoàn toàn biến mất trên bản đồ thế giới và sẽ có nhiều nỗi buồn. Trụ sở cứu trợ hạn hán và kiểm soát lũ lụt tỉnh Hồ Nam thông báo, tính đến ngày thứ Bảy, số người bị ảnh hưởng bởi thảm họa ở Hồ Nam là gần 2,8 triệu người, 60 người mất tích, ít nhất 51 người chết và thiệt hại kinh tế trực tiếp vượt quá 5,3 tỷ nhân dân tệ. Theo thống kê, từ tháng trước đến ngày thứ Bảy vừa qua, trên cả nước có tổng cộng 19,91 triệu người bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Tổng số 34.000 ngôi nhà bị sập tại 25 tỉnh, thành phố gồm Chiết Giang, Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam, Quảng Châu, Quảng Tây, Tứ Xuyên, Quý Châu và Quân đoàn Sản xuất và Xây dựng Tân Cương. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 1.761,4 hecta. Các thảm họa, mưa bão và lũ lụt ở Trung Quốc đại lục tiếp tục tồi tệ hơn. Theo dự báo khí tượng thủy văn của Đảng Cộng sản Trung Quốc, sẽ có mưa lớn liên tục ở khu vực phía Nam trong tuần tới. Lượng mưa lớn vẫn sẽ nằm ở Chiết Giang, Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam, Quảng Tây và các nơi khác, rất trùng lặp với các khu vực mưa lớn trước đó và tình hình kiểm soát lũ lụt rất nghiêm trọng. Trong tháng tới, từ giữa tháng này đến giữa tháng tới, sẽ có mưa lớn ở Giang Hoài, Giang Nam, Tây Nam, Hoa Bắc và Đông Bắc Trung Quốc. Trong trường hợp lũ lớn có khả năng xảy ra mưa lớn và lũ lụt ở lưu vực sông Trân Châu. Thưa quý vị, sau 2 tháng liên tiếp có nhiệt độ cao và thời tiết khô hạn tại Trùng Khánh và tỉnh Tứ Xuyên, các thị trấn công nghiệp ở phía Tây Nam Trung Quốc phải đối mặt với lượng mưa cực lớn nhiều ngày liên tiếp trong đêm, khiến 12.000 người phải khẩn trương di chuyển đến nơi trú ẩn trước. Đài quan sát khí tượng Tứ Xuyên đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu xanh vào thứ Bảy, trước khi lượng mưa lớn bắt đầu xảy ra ở Trùng Khánh và Tứ Xuyên. Hạn hán nghiêm trọng đã khiến sông khô cạn, một số đoạn sông bị trơ đáy, mực nước hồ chứa giảm đột ngột đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc sản xuất thủy điện. Và nhiệt độ cao khiến cho người dân không thể chịu nổi, buộc mọi hộ gia đình phải bật điều hòa. Các nhà máy xí nghiệp và những nơi tiêu thụ điện lớn nhất đã bị chính quyền ra lệnh đóng cửa, ngừng sản xuất. Khi cảnh báo mưa bão màu xanh được ban hành, có nghĩa là lượng mưa sẽ đạt hoặc vượt quá 50mm trong 12 giờ và thời tiết khả năng sẽ tiếp tục có mưa nhiều. Theo dự báo của Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc và Đài quan sát khí tượng Tứ Xuyên Trùng Khánh, đợt mưa lớn này sẽ tiếp tục kéo dài đến hết thứ Ba. Trụ sở kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán quốc gia Trung Quốc thuộc Bộ Quốc phòng đã phát động ứng phó khẩn cấp 4 cấp để kiểm soát lũ lụt vào đêm Chủ nhật. Đồng thời yêu cầu Thiểm Tây, Cam Túc, Tứ Xuyên và Trùng Khánh ngăn chặn nghiêm ngặt sự biến đổi đột ngột của hạn hán và lũ lụt. Đầu tháng này, các nhà chức trách cũng đã kích hoạt một ứng phó khẩn cấp quốc gia về hạn hán. Trong khi lưu vực sông Dương Tử của Trung Quốc tiếp tục bị hạn hán nghiêm trọng, nhiệt độ cũng duy trì ở mức khoảng trên 40 độ C và nhiệt độ đã đạt mức cao nhất kể từ khi chính phủ bắt đầu giữ kỷ lục vào năm 1961. 3 tuần liên tiếp ở Trùng Khánh không có mưa và chính phủ đã áp đặt hạn ngạch cấp điện hoặc hạn ngạch cung cấp điện,
buộc một số công ty quốc tế nổi tiếng phải tạm ngừng sản xuất tại các nhà máy địa phương, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản lượng của các nhà máy này. Nhiệt độ cao liên tục và thời tiết khô hạn ở lưu vực sông Dương Tử cũng là mối đe dọa nghiêm trọng đối với các loại hạt mùa thu ở nhiều khu vực dọc theo tuyến đường. Có rất nhiều video và hình ảnh về các hồ và các đoạn sông khô cạn và lòng hồ hoặc lòng sông nứt vỡ được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc. Ngày nay, hạn hán và lũ lụt đã trở nên nghiêm trọng. Dưới nhiệt độ cao và khô hạn, đất mất đi nước trở nên không còn tơi xốp hoặc kết tụ và cứng lại. Lượng mưa lớn đột ngột làm tăng nguy cơ thiên tai lũ lụt. Trung tâm Thủy văn tỉnh Tứ Xuyên cho biết, do nhiệt độ cao và hạn hán gần đây, lượng nước của các sông chính trong tỉnh xuống thấp nghiêm trọng. Dãy núi Long Môn và cao nguyên Tây Tứ Xuyên trong đợt mưa lớn này sẽ có những thay đổi mạnh. Đất no nước sẽ dễ dàng dẫn đến lũ lụt lớn trên các sông suối, gây ra các thảm họa địa chất. Đài CCTV Bắc Kinh trong một báo cáo chỉ ra rằng, trong trường hợp không có lượng mưa hoặc lượng mưa ít hơn trong giai đoạn đầu và đã xảy ra hạn hán, do hạn hán ảnh hưởng đến thực vật và sự xâm nhập của nước mưa trong cùng một lượng mưa do thay đổi đột ngột nên lũ lụt thường nhanh hơn, mạnh hơn và có nhiều khả năng dẫn đến thảm họa hơn. Hãng thông tấn Tân Hoa Xã chính thức của Trung Quốc dẫn thông tin từ Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết, trong 10 ngày tới, ở miền Tây Trung Quốc tiếp tục có mưa, số ngày mưa sẽ nhiều hơn gấp đôi ở một số các khu vực và có thể xảy ra những thảm họa địa chất và lũ lụt. Bộ Quốc phòng và Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc hôm Chủ nhật đã ban hành chỉ thị để ứng phó với trận mưa lớn gần đây ở Tây Trung Quốc, yêu cầu tất cả các địa phương thắt chặt trách nhiệm kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán, tăng cường mối liên kết giữa cảnh báo sớm và ứng phó khẩn cấp. Tập trung ngăn chặn và ứng phó với các mắt xích yếu và quyết liệt di chuyển trước các khu vực nguy hiểm. Bộ Quốc phòng và Quản lý Tình trạng Khẩn cấp của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cũng yêu cầu tất cả các địa phương tuân thủ tất cả các công việc kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán. Theo tin tức từ CCTV của Trung Quốc cho biết, do lượng mưa lớn liên tục, đoạn An Khang của sông Hàn, Trung Quốc đã trải qua trận lũ lớn nhất kể từ mùa lũ năm nay. Đường phố ở nhiều khu vực của tỉnh Thiểm Tây bị ngập lụt và lượng mưa cũng lớn gây sạt lở đất và giao thông tê liệt. Tính đến 6 giờ sáng ngày thứ Tư, thành phố An Khang, tỉnh Thiểm Tây đã chuyển và sơ tán 5.093 hộ gia đình với tổng số 12.966 người. Sáng sớm ngày thứ Tư vừa qua, do lượng mưa lớn kéo dài nhiều ngày, lưu lượng dòng chảy xả ra của nhà máy thủy điện Suhe, nơi có thành phố Suyang, An Khang, Thiểm Tây, đạt 8.000 mét khối mỗi giây. Tổng cộng 42 trạm khí tượng ở thành phố An Khang cho thấy lượng mưa vượt quá 70mm vào ngày thứ Tư và lượng mưa tích lũy tối đa đạt 108,8mm. Tính đến 6 giờ sáng ngày thứ Tư, tổng cộng 12.966 người đã được sơ tán khỏi thành phố An Khang, tỉnh Thiểm Tây. Lượng mưa lớn liên tục khiến ngọn núi ở khu vực Xixiang của thành phố Hán Trung và khu Tây Dương của thành phố An Khang, tỉnh Thiểm Tây bị sụp đổ. Nền đường ở thành phố An Khang, tỉnh Thiểm Tây bị sụt lún và sạt lở tạo thành hố sâu, khiến giao thông đường bộ bị gián đoạn. Nhiều phương tiện bị rơi xuống hố, may mắn thay không có báo cáo thương vong. Vừa qua, một đoạn video về lũ lụt bùng phát ở các sa mạc lớn ở Tân Cương và Nội Mông đã được đăng tải trên mạng Internet. Nhiều người than thở về điềm báo ngày tận thế. Vì sa mạc ở phía Bắc Trung Quốc liên tục hứng chịu lũ lụt và hồ Po Yang ở phía Nam khô cạn. Năm nay, hiếm khi xảy ra hiện tượng nhiệt độ cao và hạn hán ở miền Nam Trung Quốc, đồng thời vùng hạ lưu sông Dương Tử và hồ Po Yang gần như khô hạn. Sa mạc lớn phía Bắc bị ngập lụt bởi những trận mưa xối xả. Cư dân mạng than thở rằng đó là điềm báo về sự tuyệt chủng của ngày tận thế và chỉ trích Đảng Cộng sản Trung Quốc vì đã tàn phá môi trường. Một cư dân mạng Tân Cương đã đăng một đoạn video lên mạng xã hội cho thấy thời tiết hôm đó nắng đẹp nhưng một dòng nước đục đang chảy trên sa mạc. Cư dân mạng giải thích rằng do tuyết ở dãy núi Côn Lôn tan chảy và có thể có mưa lớn trên núi nên lũ quét hình thành và dồn dập tuôn ra khỏi núi và lũ lụt hiếm khi xảy ra trên sa mạc. Cùng ngày mưa lớn đã đổ xuống Nội Mông. Nhiều cư dân mạng địa phương đã đăng video trên Weibo ngạc nhiên rằng đại sa mạc thực sự đang mưa rất lớn. Những video này cho thấy sa mạc Ansa, sa mạc Muus và sa mạc Kubuki ở Nội Mông đều đang mưa rất lớn. Một số cư dân mạng đã chia sẻ đoạn video cho thấy gần hồ Tianchi ở sa mạc Ansa, do trận mưa lớn gây ra lũ lụt, mặt đất bị bao phủ bởi một đại dương mênh mông và lũ lụt màu vàng đang tràn về. Ngoài ra, nhiều nơi ở vùng Altai, Tân Cương đã xảy ra đợt tuyết rơi đầu tiên ngay sau khi bước vào mùa thu. Độ dày của tuyết ở một số khu vực vượt quá 10cm và nhiệt độ xuống âm 4 độ C sớm hơn một tháng so với các năm trước. Cùng thời điểm với những đợt mưa lớn liên tục gây ngập úng ở miền Bắc, cùng kỳ các năm trước ở miền Nam năm nay tiếp tục nắng nóng và khô hạn. Ngoài ra, diện tích nước của hồ Đông Kinh đã giảm 60%.
mặt nước của hồ Po Yang đã co lại thành một con kênh dài và hẹp như tia chớp, đáy hồ biến thành thảm cỏ xanh mướt. Trên mạng xã hội, cư dân mạng đặt câu hỏi, miền Nam cực kỳ nóng và khô, còn miền Bắc thì ngập trong những cơn mưa xối xả. Chuyện gì đã xảy ra với thế giới? Có cư dân mạng Trung Quốc còn bình luận đầy ẩn ý. Trời đã đổi, thế giới cũng đổi, thế kỷ rồi vẫn chưa thay đổi được tình thế. Trên Twitter ở nước ngoài, nhiều cư dân mạng thoải mái lên tiếng. Cáo buộc Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chống trời, chống đất trong nhiều thập kỷ, hủy hoại môi trường sinh thái và gây ra thiên tai thường xuyên như hiện nay. Năm nay, đại lục hứng chịu đợt hạn hán nghiêm trọng hiếm có trong thế kỷ. Cư dân mạng mới đây đã lan truyền thuyết động đất hạn hán rằng một trận động đất lớn kéo dài theo một trận hạn hán lớn. Năm 1972, Gyeong-kyu-gu đưa ra phương pháp dự báo thời kỳ trọng tâm về các trận động đất lớn liên quan đến động đất khô. Gyeong-kyu-gu dự đoán trận động đất Hangchai năm 1975, đặc biệt là trận động đất Đường Sơn năm 1976. Năm 1980, ông đã xuất bản cuốn sách chuyên khảo mối quan hệ giữa hạn hán và động đất của Trung Quốc. Ví dụ đáng chú ý nhất là trận hạn hán nghiêm trọng ở Tứ Xuyên năm 2006-2007 và sau đó là trận động đất ở Vân Xuyên năm 2008. Đại lục năm nay cực kỳ nóng, cư dân mạng gần đây đã lan truyền thuyết động đất hạn hán rằng sẽ có một trận động đất lớn sau một đợt hạn hán lớn. Lý thuyết về mối quan hệ giữa hạn hán và động đất là rất quan trọng. Không nhiều người biết về lý thuyết này, nhưng nó không phải là người báo động. Theo Bách Khoa Toàn Thư, người đưa ra lý thuyết về mối quan hệ giữa hạn hán và động đất là Gyeong-kyu-gu. Ông là một nhà địa chất của Cục Quản lý Động đất Nhà nước. Khi ông nghiên cứu mối quan hệ giữa động đất và khí tượng học, ông đã phát hiện ra rằng tâm chấn của một trận động đất lớn từ 6 độ Richter trở lên xảy ra trước trận động đất từ 1 đến 10 phút. Trong 3 năm, vùng này thường là vùng khô hạn. Diện tích vùng khô hạn càng lớn thì độ lớn của trận động đất càng lớn. Nếu động đất xảy ra vào năm thứ 3 sau đợt hạn hán, cường độ sẽ lớn hơn năm thứ nhất. Gyeong-kyu-gu, quê ở Bắc Kinh, ông hiện là Phó Giám đốc Ủy ban chuyên môn dự báo thiên tai của Hiệp hội Địa vật lý Trung Quốc, đồng thời là Cố vấn khoa học của chương trình toàn cầu của Liên Hợp Quốc về quản lý và giảm nhẹ thiên tai. Gyeong-kyu-gu giải thích tại sao động đất xảy ra sau hạn hán, mà nguyên nhân trực tiếp của động đất là sự giải phóng ứng suất bên trong của lớp vỏ một cách tập trung. Tuy tốc độ giải phóng ứng suất rất ngắn nhưng thời gian ủ động đất rất dài. Trong quá trình ủ động đất không chỉ có các quá trình cơ học mà cũng như các quá trình nhiệt, điện và từ khác nhau và các phản ứng hóa học vật lý. Trong quá trình này, năng lượng khổng lồ được giải phóng có thể gây ra những thay đổi bất thường ở tầng khí quyển thấp hơn. Trong thời gian xảy ra trận động đất lớn, do sự gia tăng của nhiệt địa, nhiệt mặt đất xuất hiện khô và nóng, điều này sẽ làm giảm đáng kể hàm lượng hơi nước trong không khí và giảm độ ẩm, sẽ làm cho các đám mây khó hình thành. Việc không có mây che phủ cho phép mặt trời chiếu trực tiếp xuống mặt đất, điều này càng làm trầm trọng thêm tình trạng khô hạn. Theo lý thuyết của ông, không phải hạn hán gây ra động đất mà là những thay đổi địa chất đặc biệt ở khu vực động đất từ 1 đến 3 năm trước trận động đất lớn, làm tăng nhiệt độ mặt đất và hình thành một vùng áp suất cao đặc biệt, làm thay đổi cục bộ môi trường khí hậu khó xảy ra mưa nên hay xảy ra hạn hán. Nghiên cứu của Gyeong-kyu-gu cho thấy từ năm 1956 đến năm 1971 có 46 khu vực khô cằn trên cả nước, trong đó có 39 khu vực khô hạn phải hứng chịu các trận động đất mạnh từ 6 độ Richter trở lên trong vòng 1 đến 3 năm sau thảm họa và khả năng xảy ra một trận động đất lớn sau một trận động đất lớn trước đó. Hạn hán cao tới 84,8% thì chỉ 15,2% các khu vực khô cằn không trải qua các trận động đất lớn trong vòng 3 năm sau thảm họa. Gyeong-kyu-gu chỉ ra rằng trong mối quan hệ giữa hạn hán và động đất không giống như hạn hán trong nông nghiệp. Trong nông nghiệp, thiếu lượng mưa trong thời kỳ sinh trưởng của cây trồng dẫn đến giảm sản lượng ngũ cốc được gọi là hạn hán. Tuy nhiên, hạn hán trong mối quan hệ hạn hán động đất là hạn hán nghiêm trọng, kéo dài trên diện rộng và khu vực bị phá vỡ giá trị lượng mưa thấp nhất trong nhiều năm là một tín hiệu rõ ràng để xác định vùng có nguy cơ động đất. Gyeong-kyu-gu cũng trích dẫn một số ví dụ gần đây. Ví dụ năm 1972, miền Bắc Trung Quốc phải hứng chịu một trận hạn hán nghiêm trọng chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ. Kết quả là trận động đất mạnh 7,3 độ Richter xảy ra ở Hà Thành, Liêu Ninh vào năm 1975 và trận động đất 7,8 độ Richter xảy ra ở Đường Sơn vào năm 1976. Năm 1972, một trận hạn hán nghiêm trọng xảy ra ở khu vực Tây Nam. Năm 1973, một trận động đất 7,9 độ Richter xảy ra ở Lô Hô, Tứ Xuyên. Năm 1974, một trận động đất 7,1 độ Richter xảy ra ở Giao Tông, Vân Nam. Nếu các ví dụ trên không đủ rõ ràng, đã có một trận hạn hán nghiêm trọng ở Tứ Xuyên vào năm 2006-2007,
và sau đó là trận động đất ở Vân Xuyên năm 2008. Năm 2006, Tứ Xuyên và Trùng Khánh của Trung Quốc bị hạn hán nghiêm trọng. Một số khu vực bị hạn hán cả thế kỷ mới có một lần. Nhiệt độ ở một số khu vực nhiều lần vượt ngưỡng trên 40 độ, thậm chí có nơi còn cao tới 44 độ. Đáng sợ hơn là đợt hạn hán này kéo dài đến năm 2007. Vào ngày 12 tháng 5 năm 2008, một trận động đất mạnh 8 độ Richter đã xảy ra ở Vân Xuyên. Lần này đang diễn ra một đợt hạn hán quy mô lớn ở Trung Quốc và liệu có xảy ra một trận động đất lớn trong vòng 1-3 năm tới hay không? Là điều đáng được quan tâm. Những ngày gần đây, Lu Media bận rộn lên tiếng bác bỏ tin đồn. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa nhiều ngày liên tiếp, cách đây vài ngày, nhiều nhánh sông Hàn và sông Ngụy ở Thiểm Tây đã xảy ra lũ lụt vượt mức cảnh báo. Ngoài ra, nền của một con đường ở huyện Tử Dương, thành phố An Khang, tỉnh Thiểm Tây bị sụt lún, nhiều phương tiện bị rơi xuống hố. Hình ảnh là một giản đồ. Từ hai ngày trước đó, đã có một trận mưa lớn trên diện rộng ở tỉnh Thiểm Tây và lũ lụt ở huyện Mian ở Hán Trung đang rất nghiêm trọng. Vừa qua, Weibo chính thức của chính quyền tỉnh Thiểm Tây thông báo rằng từ ngày đầu tháng, lượng mưa trên diện rộng đã xảy ra từ Bắc đến Nam trong tỉnh. Và từ hai ngày qua, mưa lớn đã xảy ra ở nhiều nơi trên lưu vực sông Duy Hà và Hán Giang. Nhiều phụ lưu sông Hàn, sông Ngụy đạt đỉnh lũ và vượt lưu lượng cảnh báo. Từ 1 giờ đến 19 giờ ngày 9 tháng 9, có 47 đỉnh lũ tại 39 trạm thủy văn trên 30 sông. Trong số đó, trạm thủy văn Jinghanghe Yanku có lưu lượng đỉnh lũ vượt mức báo động vào lúc 5 giờ 55 phút ngày 9 tháng 9 là 1.370 m khối mỗi giây. Và trạm thủy văn Juhe Changgunpu có lưu lượng đỉnh lũ vượt mức báo động lúc 10 giờ ngày 9 tháng 9 là 1.760 m khối mỗi giây. Hôm nay, hai trạm thủy văn trên hai phụ lưu sông Hàn xuất hiện 3 đỉnh lũ vượt mức cảnh báo. Hồ chứa An Cang đã trải qua trận lũ 13.000 m khối mỗi giây vào lúc 11 giờ ngày 9 tháng 9, trận lũ lớn nhất kể từ mùa lũ năm nay. Hiện tại, lượng mưa vẫn đang tiếp tục và lũ đang tiến dần đến hạ lưu sông Ngụy và sông Hàn. Số liệu quan trắc của các địa phương cho thấy từ 8 giờ ngày thứ Hai đến 19 giờ ngày 9 tháng 9 trên địa bàn tỉnh có 1.500 trạm có lượng mưa lớn hơn 45mm, trong đó có 1.013 trạm có lượng mưa lớn hơn 70mm và 321 trạm có mưa trên địa bàn tỉnh có lượng mưa lớn hơn 110mm. Phân bổ chủ yếu ở Hán Trung, An Cương, Thượng Lưu, Bao Di, Tây An, Quây Nan và những nơi khác. Theo dự báo, chiều tối ngày 10 tháng 9, đoạn An Khang trên sông Hàn tiếp tục được báo động lũ. Hạ lưu sông Duy Hà và sông Hoàng Hà lũ tiếp tục lên, dòng chảy tại trạm Đồng Quản sẽ ở mức 2.000-3.200 m khối mỗi giây. Trong 24-72 giờ tới, đoạn Bai Hê trên sông Hàn có thể tiếp tục xả lũ. Theo CCTV News đưa tin, vào khoảng 8 giờ 40 phút ngày 9 tháng 9, nền móng ở bên ngoài tỉnh lộ 211 tỉnh Thiểm Tây ở làng Xin Tao, thị trấn Cheng Wan, huyện Jiang, An Khang bị sụt lún và đổ sập. Hai ô tô cá nhân, một xe công trình và một số máy móc đậu bên trong rơi xuống hố. Theo báo cáo, không có người trong nhà lắp ghép và phương tiện khi vụ sập xảy ra nên không có thương vong về người. Bắt đầu từ ngày 8 tháng 9, mưa lớn đã xảy ra ở miền Trung và miền Bắc của An Khang, Thiểm Tây và mưa lớn sẽ xảy ra ở một số quận. Trong số đó, lượng mưa tích lũy lớn nhất xảy ra tại trạm Jiang, Dongmu, Junong đạt 176,9mm. Tính đến 6 giờ ngày 9 tháng 9, có 7.601 người đã được chuyển đến thành phố An Khang và các thảm họa khác vẫn đang được thống kê. Các phương tiện truyền thông của đảng bỏ qua các báo cáo về lũ lụt ở nhiều nơi khác nhau của miền Nam và sẽ có rất ít người truy cập trang web của Ban Quản lý Khẩn cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vì vậy, hầu hết mọi người biết rất ít về lũ lụt ở nhiều nơi khác nhau. Tuy nhiên, khi Lý Khắc Cường chủ trì cuộc họp điều hành Quốc vụ Viện, mục đầu tiên được Tân Hoa Xã đưa tin là triển khai để tiếp tục làm tốt công tác kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai. Cuộc họp chỉ ra rằng lượng mưa lớn vẫn tiếp tục ở nhiều nơi ở miền Nam trong thời gian trước và các bên liên quan đã phản ứng kịp thời để cố gắng giảm thiểu thiệt hại do thiên tai. Báo cáo cho biết, đây đáng lẽ phải được coi là một lời ca tụng nhưng nó cho thấy rõ ràng rằng thảm họa lũ lụt đã xảy ra trong một thời gian và gây ra rất nhiều thiệt hại nhưng vẫn chưa có thông tin chi tiết nào được tiết lộ. Thưa quý vị, mưa lớn liên tục ở miền Nam Trung Quốc đã gây ra lũ lụt. Theo trang web của Bộ Quản lý Khẩn cấp Đảng Cộng sản Trung Quốc, từ 2 ngày qua, 104 con sông ở Quảng Tây, Quảng Đông, Hồ Nam, Giang Tây, Chiết Giang, Phúc Kiến và các nơi khác đã xảy ra lũ lụt vượt mức cảnh báo. Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc giả vờ như không biết và chỉ đưa tin nhiều đợt mưa lớn mà không tập trung vào lũ lụt ở những nơi khác nhau. Trận lụt toàn diện có thể chỉ mới bắt đầu.
Như thường lệ, Đảng Cộng sản Trung Quốc che đậy những tin tức xấu và các quan chức hàng đầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc không cần phải xuất hiện để kiểm tra. Tuy nhiên, Lý Khắc Cường đã phá vỡ một số sự thật. Trên trang web của Bộ Quản lý Khẩn cấp Đảng Cộng sản Trung Quốc phát đi thông báo, Cục Quản lý Khẩn cấp của Văn phòng Quốc phòng hỗ trợ chính quyền địa phương làm tốt công tác chống lũ, cứu nạn khẩn cấp và đưa ra cảnh báo mưa lớn có nguy cơ mất an toàn trong 10 tỉnh, thành phố. Theo các nguồn tin, từ 8 giờ ngày hôm trước đến 8 giờ ngày 8 tháng 9, 104 con sông ở Quảng Tây, Quảng Đông, Hồ Nam, Giang Tây, Chiết Giang, Phúc Kiến và các nơi khác đã xảy ra lũ lụt vượt mức cảnh báo và vượt quá lịch sử. Lũ lụt đã xảy ra ở một số đoạn của dòng chính sông Bắc Giang, mực nước của dòng chính sông Tây Giang đã dâng cao. Tin tức cũng cho biết, nhóm công tác đã được cử đến Thiểu Quan, Meiyu, Heiyuan, Qingyuan, Changrao và Jingdezhen ở Quảng Đông, đồng thời điều động khẩn cấp các loại túi dệt, vải dệt nhiều lớp, thuyền xung kích, các trạm bơm và thoát nước dòng chảy lớn và lưới. Các vật liệu kiểm soát lũ lụt có thể thấy các tỉnh phía Nam không còn đơn thuần là mưa nhiều mà đã bị lũ lụt tàn phá. Tin tức không đề cập đến tình hình cụ thể của thảm họa ở nhiều nơi, bao gồm cả số người thương vong và thiệt hại kinh tế. Tin tức cũng cho biết họ đã ban hành cảnh báo nguy cơ an toàn mưa lớn trong 10 tỉnh và thành phố bao gồm Cát Lâm, Sơn Đông, Hà Nam, Tứ Xuyên và Trùng Khánh, yêu cầu tập trung vào việc phòng ngừa và ứng phó với các thảm họa như lũ lụt vừa và nhỏ, các con sông có kích thước lớn, các cơn lốc xoáy ở núi, các thảm họa địa chất và ngập úng ở đô thị. Tình hình kiểm soát lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc không mấy lạc quan, nhưng các phương tiện truyền thông đảng cố tình né tránh. Vừa qua, Tân Hoa Xã đưa tin, tại sao mưa lớn gần đây tiếp tục ở phía Nam và nhiệt độ cao vẫn tiếp diễn ở phía Bắc? Báo cáo vẫn chỉ nói rằng một vài đợt mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc và Nam sông Dương Tử đã gây ra lũ lụt miền Nam và hạn hán miền Bắc gần đây, và hoàn toàn không đề cập đến 104 con sông có lũ trên báo động. Báo cáo yêu cầu các chuyên gia thực hiện một số phân tích nói rằng mùa lũ lụt trước ở Nam Trung Quốc thường cao, nhưng dự đoán rằng lượng mưa lớn liên tục ở Nam Trung Quốc sắp kết thúc. Cuối cùng đã cảnh báo rằng nó có thể gây ra lốc xoáy núi, lở đất, sạt lở đất, ngập úng thành thị, nông thôn và các thảm họa khác. Các phương tiện truyền thông của Đảng bỏ qua các báo cáo về lũ lụt ở nhiều nơi khác nhau của miền Nam và sẽ có rất ít người truy cập trang web của Ban Quản lý Khẩn cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vì vậy, hầu hết mọi người biết rất ít về lũ lụt ở nhiều nơi khác nhau. Tuy nhiên, vào ngày 22 tháng 6, khi Lý Khắc Cường chủ trì cuộc họp điều hành Quốc vụ viện, mục đầu tiên được Tân Hoa Xã đưa tin là triển khai để tiếp tục làm tốt công tác kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai. Cuộc họp chỉ ra rằng lượng mưa lớn vẫn tiếp tục ở nhiều nơi ở miền Nam trong thời gian trước và các bên liên quan đã phản ứng kịp thời để cố gắng giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, báo cáo cho biết. Quốc vụ viện Đảng Cộng sản Trung Quốc đã triển khai công tác kiểm soát lũ và đảm bảo an toàn cho các sông lớn và các hồ chứa lớn trong mùa lũ đã được ưu tiên hàng đầu, đồng thời di chuyển người dân để tránh nguy hiểm và tái định cư hợp lý cho những người bị ảnh hưởng bởi thiên tai đã được xếp hạng ở phía sau. Cho dù Đảng Cộng sản Trung Quốc có xử lý loại thảm họa nào đi chăng nữa, tính mạng con người không phải lúc nào cũng được đặt ở vị trí cao nhất. Bảo vệ các con sông lớn đơn giản là không thể, và Đảng Cộng sản Trung Quốc không thể kiểm soát được. Chúa ơi, Đảng Cộng sản Trung Quốc coi trọng sự an toàn của các hồ chứa để ngăn chặn sự cố vỡ đập, lũ lụt được xả ra khi mực nước vượt quá mức cảnh báo. Điều này thường làm trầm trọng thêm thiên tai lũ lụt do mưa lớn. Mực nước sẽ đột ngột dâng cao và thường không có cảnh báo trước nên người dân vùng bị thiên tai đã bị mất cảnh giác. Kính thưa quý vị, một thảm họa lũ lụt lớn đã xảy ra ở Trịnh Châu, đường hầm Bắc Kinh – Quảng Châu bị ngập trong một thời gian ngắn và tàu điện ngầm Trịnh Châu cũng nhanh chóng bị ngập. Kết quả điều tra và xử lý tương ứng vẫn chưa được công nhận bởi công cộng. Cựu thị trưởng Trịnh Châu Hồng Hầu bị giáng chức làm vật tế thần. Vào thời điểm đó, trang web của chính quyền thành phố Trịnh Châu thông báo trong vài ngày qua, thị trưởng Hầu Hồng đã nhiều lần mạo hiểm đến các hồ chứa, sông và các điểm nguy hiểm khác trong mưa. Tại hồ chứa Trường Trang, Hầu Hồng đã kiểm tra con đập, mực nước hồ chứa, xả lũ hồ chứa. Theo yêu cầu của chính quyền Trung ương, Hầu Hồng đặt sự an toàn của hồ chứa lên hàng đầu, đồng thời sắp xếp việc xả lũ của hồ chứa làm ngập lụt thành phố Trịnh Châu. Cuối cùng, cô trở thành vật tế thần và cô nên cảm thấy rất sai lầm. Một năm sau, Quốc vụ viện Đảng Cộng sản Trung Quốc triển khai công tác kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai, các hồ chứa vẫn là quan trọng nhất và xả lũ có thể vẫn là tiêu chuẩn. Vào 3 ngày trước, nước được xả ra từ hồ chứa Xiaolangji ở Lạc Dương, tỉnh Hà Nam. Mặc dù cuộc họp Quốc vụ viện đã đề cập đến việc sàng lọc các kế hoạch khẩn cấp, đóng cửa những nơi có tình huống nguy hiểm và điều chuyển nhân sự,
nhưng trong hệ thống quan liêu của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ước tính đó chỉ là lời nói suông và rất khó để thực hiện một cách nghiêm túc. Làm sao các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn nói dối, trên dưới thực sự quan tâm đến người dân và người dân trong vùng thiên tai, chủ yếu dựa vào tự lực. Người dân ở những vùng trũng thấp có hồ chứa xung quanh phải luôn căng dây chuẩn bị sớm và chạy ngay khi có thể.